cả đêm còn lại. Rồi tôn giả Anuruddha nói với tôn giả Ananda: Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinara. Này Vasetha, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm. Tôn giả xin vâng. Tôn giả Ananda vâng lời tôn giả Anuruddha, buổi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng một thị giả vào thành Kusinara. Lúc bấy giờ, chân ma la ở Kusinara đang tụ họp tại giảng đường, vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân ma la ở Kusinara. Sau khi đến, liền nói với dân ma la ở Kusinara: Này Vasetha, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm. Dân ma la cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn sầu muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiền thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Rồi dân ma la ở Kusinara ra lệnh cho những người làm: Các người hãy gom góp hương, tràng hoa và tất cả nhạc khí ở Kusinara. Rồi dân Kusinara đem theo hương, tràng hoa, tất cả nhạc khí và 500 cuộn vải đi đến Upavatana tại rừng Sala của dòng họ Mala, đến tại chỗ thân xá lợi của Thế Tôn. Rồi chúng ở lại cả ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa, mandala. Rồi dân ma la ở Kusinara suy nghĩ: Hôm nay nếu thiêu thân xá lợi Thế Tôn thời quá sớm, ngày mai chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá lợi của Thế Tôn. Rồi dân ma la ở Kusinara cả ngày thứ hai tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa mandala. Ngày thứ cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày thứ năm cũng như vậy, ngày thứ sáu cũng như vậy. Đến ngày thứ bảy, dân ma la ở Kusinara suy nghĩ: Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương. Này chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành, về phía nam, và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy. Lúc bấy giờ, 8 vị tộc trưởng ba la gội đầu, mặc áo mới, với ý định khiêng nổi thân xá lợi Như Lai, nhưng khiêng không nổi được. Các vị ba la ở Kusinara bạch tôn giả Anuruddha: Bạch tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, 8 vị tộc trưởng ma la này gội đầu, mặc áo mới, với ý định khiêng nổi thân xá lợi Như Lai, nhưng không khiêng nổi được. Này Vasetha, vì ý định của các ngươi khác, ý định của chư thiên khác. Bạch tôn giả, ý định của chư thiên là gì? Này các Vasetha, ý định của các ngươi như sau: Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương. Này chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành, về phía nam, và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy. Này các Vasetha, ý định của chư thiên như sau: Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư thiên. Này chúng ta hãy khiêng thân xá lợi Thế Tôn về hướng bắc, đến phía bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía bắc, hãy khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía đông, khiêng đến phía đông cửa thành. Sau khi khiêng qua cửa phía đông, hãy khiêng đến phía đông cửa thành, tại đền của dân Mala, tên là Makuta Bandana,
và chúng ta sẽ thiêu thân Thế Tôn tại chỗ ấy. Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên thế nào? Ý định của chúng con cũng vậy. Lúc ấy, khắp cả Kusinara cho đến đống bụi, đống rác, được rải la liệt lên đến đầu gối toàn hoa Mandarava. Rồi chư thiên và các dân Mana ở Kusinara, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá lợi Thế Tôn, với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư thiên và loài người, liền khiêng thân xá lợi Thế Tôn về hướng Bắc, đến phía Bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liền khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía Đông. Khiêng đến phía Đông của thành, sau khi khiêng qua cửa phía Đông, liền khiêng đến phía Đông của thành, tại đền của dân Mala, tên là Makuta Bandana, và đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ấy. Rồi dân Mala bạch Tôn giả Ananda, bạch Tôn giả Ananda, chúng con nay phải xử sự như thế nào đối với thân xá lợi Như Lai? Này các Vaseta, xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào? Hãy xử sự thân xá lợi Như Lai như vậy. Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân chuyển luân thánh vương phải như thế nào? Này các Vaseta, thân chuyển luân thánh vương được vấn tròn với vải mới. Sau khi vấn vải mới, lại được vấn thêm với vải gai bệnh. Sau khi vấn với vải gai bệnh, lại vấn thêm với vải mới, và tiếp tục như vậy cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi thân được đặt vào trong một cái hòm dầu bằng sắt. Hòm sắt đầy được một hòm sắt khác đầy kín, xong một dàn hỏa gồm mọi loài hương được xây dựng lên. Thân vị chuyển luân thánh vương được đem thiêu trên dàn hỏa này. Và tại ngã tư đường, tháp vị chuyển luân thánh vương này được xây dựng lên. Này các Vaseta, đó là pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương. Này các Vaseta, pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương như thế nào? Pháp tán thân của Thế Tôn cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường, và những ai đem đến tại chỗ ấy vòng hoa, hương hay hương bột nhiều màu, đảnh lễ tháp hay khởi tâm hoan hỷ, thời những người ấy sẽ được lợi ích, hạnh phúc lâu dài. Và các người Mala ở Kusinara sai những người làm công, hãy đem lại tất cả vải gai bệnh của Mala. Rồi những người Mala ở Kusinara vấn tròn thân Thế Tôn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại vấn thêm với vải gai bệnh. Sau khi vấn với vải gai bệnh lại, vấn thêm với vải mới, và tiếp tục như vậy, cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi đặt chân Như Lai vào trong một hòm dầu bằng sắt, đậy hòm sắt này vào một hòm sắt khác, dựng lên một dàn hỏa gồm mọi loại hương, và đặt thân thể Thế Tôn trên dàn hỏa. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Kassapa đang đi giữa đường từ Papa đến Kusinara với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Rồi Tôn giả Maha Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc cây. Lúc bấy giờ có một tà mạng ngoại đạo lấy một hoa Mandarava ở Kusinara và đang đi trên một con đường đến Bava. Tôn giả Maha Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ đằng xa đến. Thế vậy, Tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại đạo ấy: Này hiền giả có biết bậc đạo sư chúng tôi không? Này hiền giả, tôi có biết. Sa môn Gotama đã diệt độ cách hôm nay một tuần. Từ chỗ ấy, tôi được hoa Mandarava này. Lúc ấy, những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp giảng biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị đầy an trú chánh niệm, tỉnh giác nhẫn nại suy tư. Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy? Lúc bấy giờ, Subhadra được xuất gia khi đã lớn tuổi, đang ngồi trong hội chúng này. Subhadra được xuất gia
khi đã lớn tuổi, nói với những tỷ kheo ấy: Thôi các hiện giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vì đại sa môn ấy. Chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rầy với những lời: Làm như thế này không hợp với các ngươi, làm như thế này hợp với các ngươi. Nay những gì chúng ta muốn, chúng ta làm. Những gì chúng ta không muốn, chúng ta không làm. Tôn giả Mahakasapa nói với các vị tỳ kheo: Thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Này các hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái, thân tình đều phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt? Này các hiền giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại, mà lại mong khỏi có sự biến dịch, thật không có sự trạng ấy. Lúc bấy giờ, bốn vị tộc trưởng Ma La gội đầu, mặc áo mới, với ý định châm lửa theo giàn họa Thế Tôn, nhưng châm lửa không cháy. Các vị Ba La ở Kusinara bạch tôn giả Anuruddha: Bạch tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, bốn vị tộc trưởng Ba La này gội đầu, mặc áo mới, với ý định châm lửa thiêu giàn họa Thế Tôn, nhưng châm lửa không cháy? Này các Vasetha, ý định của chư thiên khác. Bạch tôn giả, ý định của chư thiên như thế nào? Này các Vasetha, ý định của chư thiên như sau. Tôn giả Mahakasapa nay đang đi giữa đường, giữa Bava và Kusinara, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Giàn họa Thế Tôn chỉ được đốt cháy khi tôn giả Mahakasapa cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Bạch tôn giả, ý định chư thiên như thế nào, hãy làm y như vậy. Rồi tôn giả Mahakasapa đến tại đền Makuta Bandana của những vị Ma La tại giàn họa Thế Tôn. Khi đến xong, liền choàng áo phía một bên vai, chắp tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh giàn họa 3 lần, cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 500 vị tỳ kheo ấy choàng áo phía một bên vai, chắp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh giàn họa 3 lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và khi tôn giả Mahakasapa và 500 vị tỳ kheo đảnh lễ xong, thời giàn họa Thế Tôn tự bắt lửa cháy. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa các khớp xương, thảy đều cháy sạch, không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại. Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch, không có tro, không có than. Cũng vậy, khi thân Thế Tôn cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại. Và 500 tầng lớp vải gai bền, cả 2 lớp trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu. Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một dòng nước từ hư không chảy xuống tưới tắt giàn họa Thế Tôn, và một dòng nước từ kho nước phun lên tưới tắt giàn họa Thế Tôn, và các người Ma La ở Kusinara dùng nước với mọi loại hương tưới tắt giàn họa Thế Tôn. Rồi các người Ma La xứ Kusinara đặt xá lợi Thế Tôn trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, dùng cây cung làm bức thành xung quanh, và trong 7 ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. Vua nước Magadha tên là Ajatasattu Vedehiputta nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, vua liền gửi một sứ giả đến các người Ma La ở Kusinara: Thế Tôn là người sát đế lỵ, ta cũng là người sát đế lỵ, ta cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta cũng dựng tháp và tổ chức ghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Những người Lichavi ở Vesali
nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tổ chức ghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Các người Sakya ở Kapilavatthu nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Những người Buli ở Alakapa nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Những người Koli ở Ramagama nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Bà La Môn Vedadibaka nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kusinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, tôi là người Bà La Môn, tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Các người Mala ở Bava nghe tin Thế Tôn đã diệt độ, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Khi được nói vậy, các người Mala ở Kusinara liền tuyên bố giữa đại chúng: Thế Tôn đã diệt độ tại làng vườn của chúng tôi, chúng tôi sẽ không cho phần xá lợi nào của Thế Tôn. Khi được nghe vậy, bà La Môn Đôna nói với đại chúng: Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói. Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. Thật không tốt nếu có tranh giành. Khi chia xá lợi bậc thượng nhân, chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, hoan hỷ chia xá lợi tám phần. Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, đại chúng mười phương tin pháp nhãn. Này tôn giả Bà La Môn, ngài hãy phân chia xá lợi ra thành tám phần đồng đều. Xin vâng các tôn giả. Bà La Môn Đôna vâng lời hội chúng ấy, phân chia xá lợi Thế Tôn thành tám phần đồng đều, rồi thưa hội chúng: Các tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông chia xá lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ cho cái bình. Và hội chúng ấy tặng Bà La Môn Đôna cái bình. Và người Moriya ở Pipalivana nghe tin Thế Tôn đã diệt độ, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kusinara. Thế Tôn là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng là người sát đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Nay không còn phần xá lợi Thế Tôn nào, xá lợi Thế Tôn đã được phân chia, hãy lấy tro còn lại. Rồi các vị này lấy các than tro còn lại. Và vua nước Magadha tên là Ajatasattu, con bà Videhi, xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại vương xá và tổ chức lễ cúng dường. Những người Lichavi ở Vesali cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Vesali và tổ chức lễ cúng dường. Những người Sakya ở Kapilavatthu cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn
tại Kapilavastu và tổ chức lễ cúng dường. Những người Puli ở Lakapa cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Alakapa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Koli ở Ramagama cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Ramagama và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Vitadipaka cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Vitadipa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Ba La ở Bava cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Bava và tổ chức lễ cúng dường. Những người Ma La ở Kusinara cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Kusinara và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình dùng để đông chia xá lợi và tổ chức lễ cúng dường. Những người Moriya ở Pivalivana cũng xây dựng tháp trên những than tro và tổ chức lễ cúng dường. Như vậy, có 8 tháp xá lợi, tháp thứ 9 trên bình và tháp thứ 10 trên tro. Đó là truyền thống thời xưa như vậy. Đấng Pháp Nhãn Vô Thượng, xá lợi phân 8 phần, 7 phần được cúng dường. Tại Sambuddhipa, 1 phần Long Vương cúng, tại Ramagama. 100 Phật được cúng tại cõi Tam Thiên Giới, 1 tại Gandhara, 1 tại Kalinga, 100 vua Long Vương tự bình riêng cúng dường, quả đất được chói sáng với hào quang xá lợi, với lễ vật cúng dường hạng thượng phẩm thượng đẳng, xá lợi đấng Pháp Nhãn như vậy được cúng dường bởi những bậc tôn trọng, cung kính lễ cúng dường, bởi Thiên Long Nhân Chủ, bởi bậc tối thượng nhân. Các người hãy chấp tay, cung kính lễ cúng dường, khó thay sự chiêm ngưỡng, tôn nhan bậc Như Lai. Trải nhiều nhiều trăm kiếp, may lắm được một lần. Hết.